Dạ con xin được mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Hiện Tại. Hôm nay thì con mời quý chú mình ghé lại vườn của chị Diệu Huy. Cũng hơi khá lâu lâu rồi chị mới lại lên clip hả quý chú. Cũng mong quý chú mình xem yêu mến ủng hộ cho chị. Hôm nay toàn cây mới không quý chú ơi, toàn cây mới đẹp không. Đó, thì đây quý chú thấy xa xa là một cái cây rất là đẹp luôn nè. Thì mời quý chú cùng gặp lại chị ha, để chị giới thiệu chi tiết cho mình. Dạ rồi em chào chị. Dạ em chào anh Khánh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em trở lại giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Em có một số loại cây như là mai chứa thủy nè, si, rồi bằng lăng ghép tường vi. Em có cây ăn trái như là me, khế nha cô chú anh chị, sam trái, linh sam, dúi nữa. Rồi cuối clip em có những cái cây như là linh sam, dúi bằng lăng ghép tường vi nhỏ để cho cô chú anh chị lựa chọn nha. Số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ với em là 0939081082. Em ở Ung Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ. Và đây để em xin giới thiệu cây đầu clip của nhà em ngày hôm nay luôn. Thì hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị mã y ha. Cây đầu clip đây là một cây mai chứa thủy nu gò công. Mã này là mã 1Y nha cô chú anh chị. Đó. Cây này là ở trong chậu lâu rồi ha cô chú anh chị. Cây thừng chậu lâu năm cô chú anh chị yên tâm ạ. Cây rất là già luôn, tai cành lớn hết rồi. Có một số chỗ là em đã tháo dây ra rồi ha cô chú anh chị. Còn một ít là ở ngoài đọt á. Về cô chú anh chị để ý giúp em ha. Thì từ đây tới Tết á, cây mà nó có khuyết dần chút cô chú anh chị tháo ra là sẽ thành một cây thành phẩm ạ. Rồi em xin được phép đo thông số luôn ạ. Dạ. Dạ cây có chiều cao lên tới đây là được 68 nha cô chú anh chị. Lên tới cái đọt em gì nè, 68. Dạ tàn dài của cây là được 95 ạ. Dạ. Rồi dạ. Em đo tàn ngang của cây luôn nha cô chú anh chị. Dạ tàn ngang của cây là được 52 hết cô chú anh chị. Tổng cái quạnh em đo như thế này đây nha cô chú anh chị là được 54 ạ. Rồi đo một cái cây này không ha, là được 42. Đó, cây có phần đế xung quanh nữa nha cô chú anh chị. Em xây một vòng rồi em sẽ đo, em báo thông số cái phần đế luôn cho cô chú anh chị rõ ha. Cây thì tay cành lớn hết, cô chú anh chị yên tâm nha. Rồi cái phần đế nè, em để thước dây em hạo em báo với cô chú anh chị nha. Cây nó nở đế ra được 70cm nè. Đó, rồi 70 chị ha. Dạ 70, tay cành lớn hết trơn. Cái ngọn nè cô chú anh chị, cây này thì cái phần ngọn nó còn thiếu á, về cô chú anh chị ha. Mình vừa chơi vừa nuôi thêm thì cây nó sẽ tăng giá trị lên nha. Rồi tiếp theo là nó có một cái phần chóc da ngay chỗ này nghe cô chú anh chị, mà nó sành sam cứng hết rồi. Mai chứa thủy thì cô chú anh chị yên tâm nha, mình nuôi theo thời gian thì cây nó sẽ liền thẹo hết luôn, nó không có vấn đề gì hết. Đó cây này là nó đang kéo rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị. Tay cành lớn hết, để em xoay qua đây nè ha. Rồi bắt đầu em báo cái phần tay cành, cái phần cây tử ngay chỗ này nè, lớn 14cm nha cô chú anh chị. Đó, ở trên ngọn cũng vậy nè cô chú anh chị ơi. Gió ngọn ở trên đây ha. Cái phần cốt cành trên ngọn đây là được 12cm. Rồi, thân nu ha. Em xin báo giá mã 1Y cây mai chứa thủy nu gò công em giao lưu đến cô chú anh chị giá 4.800.000 hết cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi. Thì những cây này là em khi ship là em sẽ đóng một cái kiện gỗ để bảo vệ dàn tàn cho cô chú anh chị. Một đó là cái phần tiền ship nó khá là nhiều và cây này là về cô chú anh chị tỉa theo là chơi thôi chứ mình cũng không có cần xử lý gì nhiều cô chú anh chị. Này mặt cắt trên đây là liền luôn, không còn mặt cắt nè cô chú anh chị. Gió dạ, mọn không còn mặt cắt luôn. 4.800.000 chị ha. Dạ đúng rồi anh. Nu gò công già cổ ha cô chú. Rồi tiếp tục chị ơi. Dạ rồi em xin phép đổi cây ha. Em sang tiếp theo đây, em có một cây si đây. Cây này là nuôi được nuôi tay xé bánh già lâu năm lắm nó mới được một cây như thế này ha cô chú anh chị. Nó có những cái phần rễ buông nhìn những cái cọng rễ mà nó lớn luôn là cô chú anh chị biết là cây nó già lâu năm dữ lắm luôn rồi nó mới được như thế này đây nè. Dạ. Rồi em xin được phép đo thông số ha. Mã này là mã 2Y hết cô chú anh chị. Rồi cây si mã 2Y có chiều cao lên đây là được 78 ạ. À, tàn dài của cây là được 92 hết cô chú anh chị. 92. Rồi tàn rộng của cây hết cô chú anh chị là được 76 nè. Em đo từ đây qua đây nè. Rồi em kéo thước dây hết cô chú anh chị, tàn rộng là được 72. Dạ, em đo cái hoành thân si thành phẩm luôn cô chú ơi. Đây một cái hoành thân ở đây. Dạ hoành thân ở đây là được 52 cô chú anh chị ơi. Đó. Đây là những cái cọng rễ buông của cây á cô chú anh chị tham khảo nè, rễ buông mà nó già nó lớn như thế này đây ha, cỡ bằng chiếc đũa là cây nó già lắm. Rồi lớp thì nó ôm vô thân nữa. Tay cành thì những cái phần tay này là lớn hết trơn. Cây này thì em không có thấy có lỗi gì hết, nó rất là liền lạc luôn. Nó được nuôi tay xé bánh những cái mâm mà nó dày mịt lên thế này nè cô chú anh chị là biết nó già nó lâu năm ha. Mặt cắt trên đây kéo cứng nha cô chú anh chị, kéo rất là tốt luôn. Dạ. Đó.
Rồi giót ngọn ở trên đây nè cô chú anh chị, nó mặt giót ngọn ở trên đây, cốt cành lớn hết trơn. Cái tay cái mâm này ở trên đọt này rất là dày luôn. Mã này là mã 2Y hết cô chú anh chị. Cây si này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá là 3.700.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Những cây như thế này đây nhà em đều là đóng kiện gỗ để gửi đến cô chú anh chị nha. Thì tiền ship nó khá là nhiều. Đó. Em bảo vệ hết à. Về mình cứ để gì là mình chăm nước thôi. Thì những cái chậu xi măng như thế này đây khi ship thì em sẽ bó bầu nha cô chú anh chị. Em đo đường kính chậu cho cô chú anh chị biết luôn ha. Cây hiện nằm trong chậu có đường kính là 50cm đó cô chú anh chị. Đây. Dạ. Đây. 5 mâm ngũ phút luôn cô chú. Cây thành phẩm đẹp lắm luôn. 3 triệu mấy chị? Dạ 3 triệu 7 anh. 3 triệu 7 chị ha. Dạ. Về sang chậu đẹp là ngắm thôi cô chú ha. Dạ rồi tiếp tục giúp em luôn. Dạ rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Em sang mã 3Y. 3Y em có một cây bằng lăng ghép với tường quy với cô chú anh chị. Đây cây này em ghép tường quy quyết long cho cô chú anh chị ha. Đó. Rồi thêm một cái bo ở đây là tường vi màu hồng hết cô chú anh chị. Dạ. Bằng lăng ghép với tường vi cây là thần chậu rồi. Nên cô chú anh chị yên tâm đi, những cái mắt ghép thì nó cũng đã lớn rồi. Cây đang ra lọc khỏe mạnh ha. Em xin được phép đo thông số. Dạ tới cái đọt của tường vi là được 61, tới cái phôi của bằng lăng là được 39 hết cô chú anh chị. Rồi. Tổng cái hoành bằng lăng em đo từ đây qua đây đi. Dạ tổng cái hoành bằng lăng là được 91 hết cô chú anh chị. Rồi. Cái gốc già cổ chị ha. Cái gốc già là cô chú anh chị xem nè. Cái mặt cắt ngay chỗ cái bằng lăng này mà nó kéo bao da như thế này, đây là chứng tỏ cây khỏe mạnh hết ha. Những cái vết cắt là nó kéo lành hết rồi. Còn cái này là vết lũa của thiên nhiên nha cô chú anh chị. Bằng lăng thì mình chơi lũa là chuyện bình thường, không có gì hết hết cô chú anh chị. Đó, dạ. Những cái vết cắt thì nó kéo bao da hết. Đây, vết lũa này là sành xăm cứng hết. Rồi em ghép cho cô chú anh chị nhiều bo lắm. Bên đây là một bo nè, bên đây ba bo nữa ha. Cũng được hai màu. Cái này là màu đỏ huyết lông nè, còn cái lá mà xanh này là màu hồng hết cô chú anh chị. Mã này là mã 3Y á. Cây bằng lăng này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá là 2 triệu. 2 triệu em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Chậu này á thì em sẽ tiến hành rút chậu bó bầu nha cô chú anh chị. Cây nó thuần chậu rồi, về cô chú anh chị trồng vô những cái chậu khác ha. Cây này nằm ở trong chậu cũng có đường kính là khoảng 50cm đó cô chú anh chị ha. Rồi. Còn cô chú anh chị nào mà ở gần á, thì em sẽ ship luôn chậu này cũng được. Nhưng mà nếu mà nó có bể chậu thì cô chú anh chị nhận cây giúp em nha. Tại vì chậu này là cái chậu tặng á, em không có tính tiền gì hết trơn. Em sợ bể chậu thôi chứ nó không có giá trị gì hết nha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Chỉ 2 triệu thôi chị ha. Dạ đúng rồi 2 triệu anh. Bao ship luôn ha cô chú. Em quên đo cái tán dài từ đây qua đây nha cô chú anh chị. Là được 90 nè. Đó. Dạ rồi. Tán dài từ đây qua đây là được 90. Rồi em đo nhiều chi tiết nha. Em đo một cái thân ngay chỗ này đi. Ở trên đây là được 39 đó. Cái gốc bằng lăng này đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đây. Rồi 2 triệu mã 3Y ha. Cây bằng lăng em ghép với tường quy. Đây. Dạ rồi tiếp chị ha. Dạ mã. Dạ số... rồi tiếp theo em lên mã số 4Y nha cô chú anh chị. Em có một cây dúi á, hay là còn gọi là cây hoàng anh mập. Cây này là hàng khai thác nha cô chú anh chị. Thì cũng đã nuôi được một nước dây rồi nè cô chú anh chị. Đó tay cành cũng đã lớn ha. Em xin được phép đo thông số luôn. Dạ rồi cây có chiều cao lên đây được 49. Tàn dài của cây hết cô chú anh chị. Tàn dài của cây là được 50 á. Rồi cái hoành thân cây đi. Dạ cái hoành thân cây em đo được 21 ha. Này, cây này nó có cái gọng giống như gọng chữ C lắm. Đó cô chú anh chị, cây này mình về mình nuôi thêm một thời gian nữa thì cây nó sẽ mịn tàn đẹp hơn nhiều hết cô chú anh chị. Đây mã này mã 40, cây hoàng anh mập này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 800 ha. 800 em bao ship cho cô chú anh chị luôn đó. Chậu thì em tiến hành rút chậu bó bầu nha cô chú anh chị. 800 là chị ha. Dạ cây này 800 rộng. Dạ. Đẹp đó cô chú anh chị. Siêu cành hồi. Dạ. Rất là đẹp luôn. Dạ rồi tiếp tục. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Đây, em sang mã 5Y nè. 5Y thì em có khế, đây là khế chua em ghép với khế nhật ha. Thì khế này là về nhà cô chú anh chị nó sẽ tiếp tục cho bông rồi cho trái nữa. Hiện giờ lượng hoa trên cây rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Dạ. Đây khế này là trái to và có vị chua nha cô chú anh chị. Và siêu trái luôn á, trái rất là nhiều á. Em xin được phép đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây là được 49. Tàn dài của cây của cô chú anh chị là được 57 ha. Cái gốc dáng ngầm rất là đẹp luôn. Dạ cái hoành thân em đo ngay chỗ này được 19cm nha cô chú anh chị. Tổng cái phần đế ở đây là được 46cm ha. Mã này mã 5Y nè. Cây khế này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 800. 800 em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Chậu này thì cô chú anh chị nào mà ở gần là em ship luôn cho cô chú anh chị ha. Về mình để gì mình chăm nước giúp em thôi là được rồi. Đó cây em ghép cho cô chú chị như cây này là em ghép 3 bo. Mấy bo là lớn hết.
em nghiêng cái phần vàng tàn cho cô chú anh chị tham khảo nè, tàn nó mịn lắm luôn cô chú anh chị ha. Rồi khi ship thì em đóng thùng xốp bảo vệ tàn tán cẩn thận cho cô chú anh chị nghe. Rồi mã 5Y 800, một cây khế nhật đó. Dạ, rồi đợi, rồi em sang mã 6Y nè cô chú anh chị. Quá trời bông luôn quý cô chú. Dạ 6Y em có một cây khế nữa nè cô chú anh chị ha. Kinh cây khủng. Này cũng là một cây khế nhật luôn, thì gốc là gốc khế chua, em ghép khế nhật. Hiện lượng hoa trên cây nhiều lắm cô chú anh chị ơi, về nhà mình là trái nhiều lắm. Cái gì chứ khế là em bao trái với cô chú anh chị nha. Dạ. Này. Rồi em đo thông số luôn. Cây có chiều cao lên đây được 46 á cô chú anh chị. Cái tàn dài của cây là được 65 ha. Rồi cái quành thân cây em đo ngay chỗ này là được 18 cm nha cô chú anh chị. Rồi cái phần đế ha. Dạ cây có phần đế là được 42 cm. Đó. Thì cây này cũng giá 800 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Rồi ha. Rồi thì cũng giống như cây nãy là ship cả chậu cho mình luôn. Đó, về nhà thì chỉ chăm nước cho em là được rồi. Thì những cái lá mà già thì trong quá trình ship nó có thể vàng rụng nghe cô chú anh chị. Còn lá non này thì không có vấn đề gì hết ha. Thì em bao sống với cô chú anh chị nên cô chú anh chị yên tâm nha. Rồi mã 6Y giá 800 luôn. Nè hoa nhiều lắm cô chú anh chị ơi, mấy cây này tàn lớn lắm ha. Đó. Dạ. Tàn đẹp lắm luôn. Gốc dáng thú không vậy ha. Dạ. Chơi hoa không cũng đẹp nữa cô chú. Quá đẹp. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 7Y. Em có một cây me cô chú anh chị. Me này là me chua nè cô chú anh chị. Đó, cây thì được nuôi trong chậu cũng khá lâu rồi, tay cành cũng lớn rồi. Có cái gọng đẹp lắm á cô chú anh chị. Cây này nó thân nó nhỏ nhưng mà nó có dáng đẹp với cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 62, chiều cao 62. Cái tàn dài của cây là được 56 cô chú anh chị. Rồi, cái hoành thân em đo ở đây được 14 cm nè cô chú anh chị. Cái củ ha, thân nó 14 nhưng mà củ được 38 lần cô chú anh chị ơi. Rồi, tay cành thì lớn ở đây nè cô chú anh chị. Đó. Đồi tay nào cũng lớn hết trơn á, cái ngọn ở trên đây cũng lớn luôn á, tầm khoảng 6-7 cm rồi đó cô chú anh chị. Me mà như vậy là già lắm luôn rồi ha. Mã này là mã 7Y với cô chú anh chị. Cây me này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 8, giá 900 ngàn chứ. Giá 900 ngàn em bao ship nha cô chú anh chị. 900 bao ship. Đó, chậu thì em tiến hành gút chậu bó bầu hết cô chú anh chị. Dạ, này. 900. Dạ. Rồi, đổi em. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Em sang mã 8Y nè. 8Y em có một cây sâm trái ha. Cái này là sâm trái nâu của cô chú anh chị. Em lặt lá để điểm dây thêm ha. Thì có những chỗ là nó đạn ra lọc non rất là nhiều rồi đó cô chú anh chị. Cây này về nhà cô chú anh chị chỉ cần sang chậu thôi là rất là đẹp luôn. Và rộng là duyên lắm rồi nè cô chú anh chị ha. Em tiến hành em báo thông số đi. Cây có chiều cao lên đây được 38. Cái tàn dài của cây cô chú anh chị là được 34 ha. Rồi cái hoành em đo ngay chỗ này là được 10, ngay 19 luôn nè cô chú anh chị ha. Cái phần củ phần đế dưới đây nở ra nè, được 25 cm ha. Đây là sam trái nu, cô chú anh chị tham khảo nha. Thân nó nu nè. Giót ngọn ở trên đây là mặt cắt em thấy nó liền luôn rồi cô chú anh chị. Tay cạnh nó lớn hết trơn ha. Mã này mã 8Y. Em có hai cây nha, một cây 8Y và một cây 9Y. Hai cây nó dáng nó rất là giống với nhau luôn. Đây. Rồi sâm trái á cô chú anh chị mà lựa được một cặp như thế này, đây là lâu lắm đó nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị chốt một cặp đem bớt tiền cho mình nha. Hai cây dáng rất là giống luôn. Đây. Rồi. Cây... Rồi thì một cây như vậy là 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Cây 8Y là 1,6 triệu chị ha. Dạ đúng rồi. 1,6 triệu. Dạ. Tiếp theo là cây 9Y cũng vậy luôn nè cô chú anh chị. Giá 1,6 triệu ha. Đây. Rồi em đo thông số luôn, cây có chiều cao lên đây là được 34 á cô chú anh chị. Rồi. Cái tàn dài ở đây là được 31. Em đo tổng cái hoành đây nghe cô chú anh chị là được 27 ha, sát đế ha. Còn ngay chỗ này đi là được 18 cm nè cô chú anh chị. Sam trái nu, dáng rất là đẹp luôn. Có những chỗ là không còn dây nè cô chú anh chị, như chỗ này nè, đó không còn dây nha. Nó đang ra lọc khỏe mạnh ha. Mã này mã 9Y nghe cô chú anh chị. Cây này cũng là 1,6 triệu luôn. Cô chú anh chị mua một cặp sam trái em sẽ bớt cho cô chú anh chị 100 ngàn ha. Đó, một cặp sam trái bớt 100 ngàn, hai cây gọng rất là đẹp luôn. Dạ. Rồi em rồi đổi cây luôn đó cô chú anh chị. Em sang mã 10Y. 10Y thì em có một cây linh sam 86. Đó. Linh sam 86 tàn rộng mịn lắm cô chú anh chị ơi, thân to nữa nè. Em tiến hành em báo thông số ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây được 32 á cô chú anh chị. Rồi. Cái tàn dài ở đây là được 59 á cô chú anh chị. Cái hoành thân em đo ngay chỗ này đi. Hoành thân ngay chỗ này là được 29 nè. Cô chú anh chị biết ha, linh sam 86 cây ghim mà gốc như gì là to lắm rồi. Được nuôi cũng lâu lắm, cốt cành lớn hết trơn á. Tàn tán là rất là mịn màng nè cô chú anh chị. Ha, đây, yeah. Rất là mịn luôn.
em nghiêng cái phần bên trong cho cô chú anh chị nhìn cho rõ cái phần cốt cành của cây nè. Đó, cốt lớn bằng ngón tay của em hết trơn rồi. Không có một lũa, không có bị gì hết nha. Mã này mã 10Y hết cô chú anh chị. Ninh Sam 86 này. Em vô lưu lính cô chú anh chị giá 1.300.000 ha. Em ship toàn quốc cho mình, cả cây cả chậu luôn. Chậu này là chậu xi măng ha. Em ship luôn cho cô chú anh chị đó. Thì trong quá trình ship á, Linh Sam 86 này nó sẽ bị vàng rụng lá. Về nhà cô chú anh chị là nó sẽ có bông luôn, bông màu tím cả cây luôn ha, rất là đẹp luôn. Và khi nó nở rực thì nó sẽ có mùi hương luôn nha cô chú anh chị. Này. Rồi 1.3 ha. Mã 10Y một cây Linh Sam 86. Vậy rồi. Đây em tiếp tục mã 11Y cũng là một cây Linh Sam 86 luôn. Đây cây này cũng giá 1.3 luôn. Cô chú anh chị mua một cặp thì em sẽ bớt cho mình 100.000 ha. Thì mua hai cây thì em sẽ bớt cho mình 100.000 nữa cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây nè, em đo là được 30cm hết cô chú anh chị. Rồi, cái tán dài ở đây là được 56cm hết cô chú anh chị. Linh Sam 86 thân to lắm cô chú anh chị ơi, hoành thân ở đây là được tới 39 luôn nè. Đây, rồi, tàn tán gốc đẹp không mà. Trước hết em nghiêng cái phần tàn cho cô chú anh chị tham khảo nè. Tàn là mịn này nè ha. Bắt đầu em nghiêng cái phần cốt cành bên trong cho cô chú anh chị tham khảo nữa. Đó, cốt cành lớn như thế này đây nha cô chú anh chị. Đó, đế nở ra không à. Đó, mã này là mã 11Y ha. Thì giá cũng là 1.3 em bao ship cho mình luôn. Đó, Linh Sam 86 ạ. 1.3 chị ha. Tàn quá đẹp cô chú ha. Cây đa rụng lực, tàn đẹp. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Dạ rồi, em tiến hành sang mã 12Y với cô chú anh chị. Em có mai trứ hỷ trung nu. Đây, cây này em vừa mới lật lá cô chú anh chị. Lật lá thì ship tới nhà cô chú anh chị ha. Tầm 4-5 ngày cây nó sẽ ra lọc luôn á. Cây này là thuần chậu lâu rồi. Cô chú anh chị yên tâm đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 23 cô chú anh chị. Tàn dài ở đây là được 38 nha. Cái này là mai trứ hỷ trung nu. Rồi cái hoành thân ở đây là ngay 19 nha cô chú anh chị. Nó cái phần đế đây có nở luôn nè. Tay cành lớn luôn. Mặt cắt thì kéo rất là mạnh rồi cô chú anh chị ơi. Không có lũa một, không có chỗ nào hết nha. Mã này mã 12Y. Mai trứ hỷ trung nu. Cây này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1 triệu đồng em bao ship. Cả cây cả chậu cả tiền ship luôn. 1 triệu đồng. 1 triệu. Mấy cây này cô chú anh chị muốn có chậu đẹp thì mình sang chậu đẹp mình để trên bàn ha. Hoa màu trắng nở rực ra rất là đẹp luôn. Rồi chậu này là chậu xi măng nha cô chú anh chị. Rồi em sang mã 13Y cũng là mai chiếu hỷ trung nu luôn. Thì cây này giá 1 triệu luôn. Cô chú anh chị cứ mua một cặp đi ha. Hôm nay bán mấy cây cặp cặp nhiều quá thì em sẽ bớt tiền lại cho cô chú anh chị nha. Cây có chiều cao lên đây là được 19cm nè. Tàn dài của cây là được 38cm ha cô chú anh chị. Cũng là mai chiếu hỷ trung nu luôn. Rồi cái phần thân ở đây là được 22 cô chú anh chị. Rồi cái giá 13Y cũng là 1 triệu em bao ship luôn. Cây với chậu tiền ship luôn nghe. Tới nhà mình được quyền kiểm tra hàng luôn nghe cô chú anh chị. Đó tay cành lớn hết trơn, không có một lũa gì hết. Rồi mặt cắt thì kéo rất là mạnh luôn. Còn chút xí nữa là lành luôn rồi đó cô chú anh chị. Này. Rồi mã 13Y cũng giá 1 triệu em bao ship cho mình hết cô chú anh chị. Mai chiếu hỷ trung nu. Này về tới nhà cô chú anh chị là nó ra lọc rất là đẹp luôn. Rồi đổi kia. Rồi em sẽ tiến hành sang mã 14 với cô chú anh chị. Em có hai cây Linh Sam song hình nữa cô chú anh chị. Hai cây này nè cô chú, em xây một vòng cho cô chú anh chị nhìn tổng quát cái cây. Rồi. Nha. Cái thân với cái cốt là tương đương với nhau luôn. Này là về cô chú anh chị chỉ cần đầu tư một cái chậu nữa thôi là mình để trên bàn ha. Hoa rất là đẹp luôn, hoa màu tím. Em đo báo thông số nha, cây có chiều cao lên đây là 38 nè. Tàn dài của cây của cô chú anh chị là được 35 ha. Hai cây là chiều cao với kích thước là tương đồng với nhau luôn. Rồi hoành thân em đo em báo với cô chú anh chị là được 8cm đó. Đây em cầm một cây em cho cô chú anh chị tham khảo nha. Một cái cây như thế này đây nè, cái thân nè, cái cốt nè. Đó em lật lá về nhà cô chú anh chị là nó sẽ có lọc có hoa ha. Rồi hai cây như vậy em bán 600.000 em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị nha. Đó hai cây 600 thôi. Quá hai trời già luôn. Chỉ 600 thôi vậy hả? Dạ đúng rồi anh, cây cực kỳ già luôn nha cô chú anh chị. Hai cây Linh Sam 600.000. Ui chú thấy cái cốt cành đó. Rất là đã ha. Cốt này nuôi với cái thân là muốn gần tương đương với nhau luôn rồi đó cô chú anh chị. Dạ, đây. Nuôi xương dâm luôn rồi, về cắt giật chơi thôi. Dạ. Đâu có làm rồi, gì. Rồi, mã này mã 14Y nha cô chú anh chị, hai cây 600 mà. Dạ. Đó. Rồi em đổi cây ha. Em sang mã 15Y nè cô chú anh chị. Đó, hai cây này thì nó lùng hơn hai cây nãy nha cô chú anh chị. Linh Sam song hình hoa màu tím ha. Cô chú anh chị nhìn cái dàn cốt đi, rất là mê luôn rồi nè. Những cây lớn cốt nuôi chưa được như hai cây này nữa. Cây có chiều cao là được 32 nha cô chú anh chị. Còn cái tàn dài của cây là được 31 ha. Hai cây này thì nó cũng tương đồng với nhau nè. Cái hoành cây này là được 11cm nè cô chú anh chị. Dạ. Đài, rồi em xây một vòng nha. Cây bên đây cũng vậy luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích cặp nào thì mua ủng hộ em ha. Rồi
cặp này, hai cây này thì 600 luôn nha cô chú anh chị. Giá này là đã rất là yêu thương rồi nha cô chú anh chị, em không có bớt được nữa, mong cô chú anh chị thích thì ủng hộ em ha. Dạ. Đây nè, cây đẹp lắm luôn cô chú anh chị ơi. Hai cây có 600 ngàn, mã 15Y ha. Này, linh sam nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi em đổi luôn. Cây luôn nha cô chú anh chị, em sang mã 16Y ha. Em có bằng lăng ghép với tường vi. Cái này thì một cái dạng nhỏ mình để trên bàn vẫn được nha cô chú anh chị. Đó, cái này thì em ghép màu hồng cho cô chú anh chị à. Nó như giống như một cái ngọn núi, một cái bức mâm đó cho cô chú anh chị. Đây nè, nó giót ngọn lên trên đây. Cái gốc bằng lăng nhỏ nhỏ gì ha cô chú anh chị. Đó, cây có chiều cao lên tới đọt đây là được 40 nha, nên tới phôi bằng lăng là được 22 nha cô chú anh chị. Rồi, tổng cái hoành ở đây là được 45 cm thấy cô chú anh chị. Đó, phần này là phần lũa nha cô chú anh chị. Bằng lăng thì nó lũa là chuyện bình thường ha. Rồi, mã này là mã 16Y á cô chú anh chị. Cái góc này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 450 à, 450 ngàn em bao ship nha. Cái này về cô chú anh chị đầu tư vô một cái chậu dĩa nhỏ nhỏ nha, mình để trên bàn. Tuần vi nó có hai màu hồng rất là đẹp luôn. Đó, những gốc lớn là nhiều lắm, mấy gốc nhỏ nhỏ gì mà được ghép tuần vi là cô chú anh chị tìm mình về mình ghép nữa, nó cũng lâu lắm. Cái này thì có 450 em bao ship luôn rồi đó cô chú anh chị. Đây. Rồi tiếp theo mã 17Y này cô chú anh chị, cũng là một cây bằng lăng em ghép với tuần vi luôn. Cái này thì em ghép với tuần vi viết lông cho cô chú anh chị, ha, sẽ làm hai màu đỏ ha. Đây. Cây có chiều cao lên đây là được 47, lên tới mặt phôi là được 28 nha cô chú anh chị. Còn cái tàn ở đây là được 36 nha. Rồi em đo tổng cái hoành ở đây đi cô chú anh chị ơi. Dạ, tổng cái hoành ở đây là được 59 đó cô chú anh chị. Giót ngọn nó lên trên đây nha. Rồi giót ngọn trên đây là được 22 nè. Đó, em xây bên đây cho cô chú anh chị tham khảo nha. Cái phần lũa ở đây nè, về cô chú anh chị cho ôm đá hay là mình nghiên cứu thì mình chơi kiểu nào cũng được hết trơn cô chú anh chị. Thì em ghép cho cô chú anh chị được hai bo tường vi nè, rất là đẹp luôn, đang ra lọc ha. Mã này mã 17Y ha. Cái gốc bằng lăng này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá 650 nha, 650 ngàn em bao ship nha. Đó, 650 luôn, ghép đã đẹp hoàn thiện cho cô chú anh chị hết rồi, mã 17Y rồi. Rồi em sang mã 18Y nè cô chú anh chị. 18Y em có một cây dúi nha cô chú anh chị, nào mà thích những cây hoàng anh mọc mà nhỏ mà dáng đổ cái gì nè, mua ủng hộ em đi. Có một cây duy nhất thôi là cô chú anh chị, cực kỳ đẹp luôn đó. Dạ, già luôn, rất là dễ thương cô chú. Em đo thông số đi ha. Tại chiều dài của cây từ đây lên đây 36 nè, chiều ngang ở đây được 27 nha. Cái hoành thân em đo ngay chỗ này đi cô chú anh chị, được 9 cm ha. Cây dáng đổ nè đó, nuôi tay cạnh hết rồi cô chú anh chị ơi. Mã này là mã 18Y ha. Cây này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 600 á, 600 em bao ship nha. Cây đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Rồi. Dạ, về phố Tiểu Cảnh là cũng đẹp đó cô chú. Dạ. Đây nè. Đó. Dương dương nha. Đây em đổ, em cầm lên gì cho cô chú anh chị dễ thấy nè. 600 ngàn thôi chị ha. 600 ngàn cô chú anh chị, không có một lũa, không có gì hết trơn ha. Dạ. Em ship cả chậu như thế này nè. Về cô chú anh chị để anh bạn chân vẫn đẹp luôn. Mã này mã 18Y ha. Cây hoàng anh mập. Đó, 600 ngàn bao ship. Dạ rồi. Rồi hết gì hả? Không chị? Dạ, thì 18Y là mã cuối clip của Bonsai Huy Hoàng nhà em ngày hôm nay ha. Em chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Rất mong nhận được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này ạ. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây trong clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào chị. Con cũng kính chào quý chú, rất mong quý chú mình xem yêu mến ủng hộ cho chị ha chú. Con chúc quý cô chú ngày mới sức khỏe, một ngày tốt lành bên gia đình. Xin hẹn gặp lại.